Tiền vệ Quang Hải đã trở về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Po FC. Sáng ngày 5 tháng 6, người đại diện của Quang Hải chính thức thông báo Quang Hải đã chấm dứt hợp đồng cùng câu lạc bộ Po FC, đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 nước Bắc vào ngày 3 tháng 6 vừa qua. Thời điểm này sớm hơn 1 năm so với thỏa thuận ban đầu trong hợp đồng. Nguyên nhân đến từ việc Quang Hải không có nhiều cơ hội thể hiện khi khoác áo Po FC. Chia tay Po FC, Quang Hải đã lên đường về nước hội quân cùng đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 6 ở những ngày FIFA Day. Những người thân trong gia đình đã đem hoa tới sân bay đón Quang Hải trở về. Quang Hải hạnh phúc khi gặp lại mẹ và các cháu. Anh ôm cháu trai và cháu gái trên tay, cười tươi tắn khi về nước. Sau một năm xuất ngoại chưa được như ý, gia đình vẫn là nơi để Hải, con, nương tựa dù cho thành công hay thất bại. Trước mắt, Quang Hải sẽ cùng đội tuyển Việt Nam hội quân tập luyện và chuẩn bị thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển Hong Kong, Trung Quốc và đội tuyển Syria vào các ngày 15 tháng 6 và 20 tháng 6 trên sân vận động Lạch Tray và sân vận động Thiên Trường. Huấn luyện viên trưởng Chu Xie cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn về trường hợp của Quang Hải trong cuộc họp báo sáng ngày 5 tháng 6. Ông cho rằng với những gì đã thể hiện ở Po FC, Quang Hải chưa xứng đáng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Quang Hải là trụ cột và từng ghi nhiều bàn thắng xuất sắc và có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các đội tuyển Việt Nam. Ông quyết định triệu tập anh để giúp Quang Hải có cơ hội thể hiện, lấy lại sự tự tin. Quang Hải cũng đồng thời sẽ gia nhập một câu lạc bộ đang chơi ở V-League 2023. Anh sẽ tham gia thi đấu ngay trong tháng này ở vòng 12 V-League. Bản hợp đồng mới của Quang Hải sẽ sớm được công bố.